Buổi sáng xin chào quý ông bà cô bác, anh chị và các bạn. Sáng mình lên dây tư mình sáng. Hôm nay mình đi mua dừa sáp và mình bán kiếm thêm. Giờ mình để bảng, mình theo bảng mình bán. Đây mình treo bảng, cái bảng coi cho từ. Ngày hôm qua mình về mình mua được 3 trái dừa sáp nữa nha. Bây giờ mình lên mình đem lên cho từ mình bán thử cho được không được, mình lấy số lượng nhiều vừa mình bán. Thì trước tiên bán trước 3 trái. Cái nhà ăn sáng dạ. Tươi 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 lên vậy đó.
cái điện cho ông hai bà ai nó nẹo hai bà ai dọn cái mà cháu nè dọn cái bắt đầu cái nó la nó la rồi bắt đầu đồng lên cho bú đồng vô bú nó không bú cái bắt đầu ông hai với bà ai vừa nói chuyện bên đây nè với tao luôn nè cái đầu cái gì nè nó trong này cái nó quay ra hay chung mỏ vậy để lắng nghe ờ còn cô nói dài chuyện chứ nó chắc là dài chuyện dữ luôn đó ông ơi nó giống bà mà nổi nó chứ gì ừ, chắc bà nội nó là dài chuyện mà bà nội nó nói chuyện nhiều ờ đúng đi á nghe là à, chuyện nhiều là nhiều chuyện hả chuyện này cái gì người ta nói cái đi học là chuyện khác là đi học cho người ta nghe rồi đi nói dài chuyện cái đó là chuyện dài chuyện còn này là nói chuyện nhiều hồi đó sanh tính tháng cái bà nội bầu đi rửa tội bà nội nó nói giống ai ngờ nó có giống đâu nó giống bình nội nó chỉ ít sực bên ngoại là thôi nó chuyện là dữ dằn luôn tốt chuyện mới ra anh hái được 40 mớt cả nhà với mới rau tần ô và cô anh lặt rửa chị Tư thì đang làm hủ tiếu cho khách à. Mớt phía cái nhỏ nhỏ không cô? Nhưng mà cũng được rồi, mớt nó không có teo. Dạ. Mớt kia nó teo. Mớt này ăn nó giòn. Mà sao nó độc chứ? Ừ, có sâu. Phải có nhiều người bao có lợi. Rồi. Này nấu canh với thịt bầm. Bầm nước qua ăn có mùi đỏ tốn tiền. Khách mua hai bịch hủ tiếu ra đem về để chị Tư chỉ làm.
lớn em á hả? Ừ. Lớn em đi làm mà còn dĩ á. Ừ. Mấy mấy ngày thì thằng này thằng nhỏ thì chú anh. Chị Tư ưa cá ăn muối chiên, quanh cũng cắt mớp chiên. Chào cả nhà nha. Nay mình ăn cơm với cá biển chiên, muối xả chiên. Canh gì qua rồi, canh mớp với gì qua rồi ba? Thằng ô. Dạ, cá cào. Thằng ô. Cá thằng ô. Nhà chồng với cá thì muốn xả đi. Ớp nhà chồng rồi thôi, trong nhà khác gì không? Giờ chị Tư muối cá. Muối chút xả đi, chút xíu mình xong xong cái mình bỏ vô thêm. Tỏi hành còn ướp thịt cũng còn nấu canh. Giờ bỏ dầu vô chiên. Thế chị em để cá cho nó gáo gáo. Yeah.
giờ bỏ hành vô. Hành vô cho thơm. Và canh gà tôm ăn cơm. Cơm trưa. À, ăn cơm trưa thiệt tình đó nha. Là cái nhà ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng mà ăn cơm trưa. Ăn mướp này coi. Nó cũng giống giống mướp mình nữa. Đúng rồi. Ngồi dầu ha. Ngồi. Ăn nào. Mình vô là xa đây ha. Bán nó chưa. Kệ. Bán nó chưa hết. Nhờ ta đói rồi ta chưa ta lại á. Bắt hết nhãn lai nhiều. Sáng vô 4-5 người liên tục. Làm kịp làm. Cái bữa gì vậy á, vô 4-5 người rồi cái gọi cái lần hai lần cái rồi. Cái hết sáng dần. Cái này này là biết chị Tư đi Vĩnh Long là vô ta ăn cho hết. Nếu Vĩnh Long ủng hộ với cho hết rồi Vĩnh Long. Cái ăn cần gà ngon lắm. Cá muối vừa ăn rồi. Canh thịt bằm này nấu gì ngon không Tú? Nấu gì? Cải lớp son á. Lớp son có giờ em chưa ăn lớp canh. Lớp son, bữa nào mua lớp son, lớp canh thịt bằm ngon. Chả chưa có là vậy. Với bỏ con, bỏ xà lách rồi hết mình vô. Xà lách son với xà đậu bò thấy ngon. Nhưng mà nó canh cũng ngon. Nó canh cá nữa không? Mớp cũng còn chọn ăn được hai đợt thì cũng vô chưa cái trái nào. Chưa cái nào. Chưa có bông chứ được cái. Đúng được á hả? Giờ mình ăn không có ăn trái mình ăn đọt không? Tú lên trời sao hái được. Đọt nấu canh. Này cô không thứ phân. Có phần đó, một DB rồi phần gì nữa đó. Hay là không đủ đất ăn con. Ừ, không biết nữa. Cái chậu á. Chậu mới cái chậu nó bự mà. Cơm mà còn trứng nữa. Trái nó bị sâu. Còn cái mẻ hết. Dạ. Còn cái hết. Còn. Còn là mấy chục trái. Ừ. Nó nhỏ. Nãy sâu đục hết mấy trái, bẻ bỏ. Tại cái đó phải bao lại á. Dạ. Kiếm ra chậm gì phải bao à. Bữa thứ tư ăn hơi nhẫn nhẫn mấy trái sâu đục lại cái mớp này mớp nãy có khí không có mấy thứ mỡ
ông bà chồng lại cho ăn mấy trái ăn đâu có đúng không? Mấy trái này trái nguyên ăn đâu bác? Đang chưa làm mất hôm qua hả? Mất thiếu. Con cái kia là trái hủ qua gì? Mấp, người ta kêu mấp đắng là trái hủ qua. Ừ đúng rồi. Hủ qua là nó kêu mấp đắng. Mãi mua cá này rồi nó thấy nó bán cá cóc á. Mua. Mình để ngày mai cho nó thấm nó có tươi. Thấm nó ăn cá cóc mặn không sạch ăn nguy hiểm đó. Ừ. Cá cóc có gì quên ta? Cá cóc có bị có gì đâu mà. Cá cóc hình như cũng bị gì á. Còn cá nóc mới bị. Vậy hả? Cá cóc đâu gì đâu. Cá cóc thì sao bị? Cá cóc mới bị cá nóc. Cá cóc nó như con cá he vậy đó. Nó bự. À. Chứ phải cá nóc. À, cá nóc ăn mấy cái độc. Là bị sao không? À. Cái nóc là nó có trứng đâu phải không? Ừ. Cái trứng ăn là bị á. Vậy mà ta cũng ăn hoài ha. Ăn bỏ trứng. Lâu cá biển ngon. Ừ. Cá biển này canh rau cũng ngon. Bác sĩ kêu tiền lại ăn cá biển một lần. Để biển cá bị gió nữa. Nãy có ca bạc má mà cái nục nó không tươi, nó không tươi cũng nó đi bể chứ. Cái này nhiêu ký? 55.000 cái nục. Cái biển nhận mắt cá hả? Cái nục 13 mấy nghìn. Cái nục nó mềm lắm. Đã thấy nó cái bụng nó bể chờ thì thợ gì chương nó không ngon. Được cá tươi ha, cái này cá tươi vậy thợ. Đó giờ có ăn cá sấm chưa? Cá tươi mà cá biển bắt lên còn sống luôn. Không, mình đâu ở đây đâu ăn được. Gần biển á. Ừ, phải ở gần biển á, hồi đi du lịch hay gì á mới mua được. Còn lại khó. Ừ, cái đó. Mấy người đã đi. Viên ăn ngon quá ha. Nó tươi nó ngọt nữa. Cá mà tươi ta nấu chua luôn á. Cá biển này nấu chua được mà. Được. Giờ tới mình để cái tháng trời. Có mấy ghe nó đi lắp được 6 triệu vô. Cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào một video tiếp theo.